Xin chào các bạn đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua midsize, dòng xe đạp đua cùng nhôm bánh 700C và được sử dụng bộ lốp chuyển động Shimano Soza, phanh cơ là phanh đĩa. Xe thì được nhập khẩu nguyên chiếc, nguyên zin chính hãng midsize. Tổng thể xe thì các bác có thể thấy trên hình cực kỳ là mới. Mới phải gần như là 85-90%, rất là mới luôn. Từ những cái nước sơn xanh rất là đẹp. Cái màu sơn này em đánh giá theo góc độ cá nhân cực kỳ thích cái màu sơn này, rất là đẹp. Sơn xanh rất thể thao. Mít sai dây chạy âm sườn. Toàn bộ khung là khung nhôm, nhôm 6061. Model là Windy, mít sai Windy. Chiếc xe bãi nhưng mà với cái độ mới rất là tốt. Sử dụng group chuyển động Soza này. Với đây là 1, 2, 3, 9 tầng lip. Từ những cái xích lip các bác có thể thấy rất là mới. Chủ cũ họ đi rớt lát qua rồi bán lại. Với cái độ mới của chiếc xe rất là tốt. Đang bán với mức giá tại cửa hàng chỉ còn 10.900.000. Đã bỏ một số tiền mua một chiếc xe bằng chiếc xe cũ nhưng mà mua được cái giá, mua chiếc xe mà gần như là mới luôn, mới tinh, rất là mới. Các thiết kế cũng cực kỳ đẹp, trẻ trung thể thao. Máy lắc là Soza, vẫn còn nguyên siêu này, nguyên siêu trên máy lắc chưa kịp bóc. Cái này em đoán là chủ người ta chỉ đi khoảng vài ngày mua về trải nghiệm rồi họ bán lại. Thì cái độ mới rất là tốt. Thứ còn nguyên bản hết mít sai. Như là mấy bi vòng, bi bạc đạn, bi bùa phanh cơ đĩa. Đời mới. Những cái chiếc xe RAT hay là xe touring đời mới thì nó sẽ được trang bị bộ phanh đĩa, nhưng mà cái vành in của đĩa nó rất là nhỏ. Nó nhỏ hơn những chiếc địa hình hay những chiếc đời cũ. Vành in nhỏ nhìn rất là đẹp. Sau cũng đi vòng khối lỗ luôn, nguyên bản hết toàn bộ là nguyên zin hết. Bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 48 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 52 cm. Thì chiếc xe phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m63-64 đến khoảng 73-74 đi phù hợp. Rồi phần chuyển động, động rất là mượt mà, xe mới như này. Chiếc xe này đang được bán với em mức giá chỉ có là 10.900.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.